Vâng, tín hiệu chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em, tiếp tục với chương trình video thì em lên nha anh bác một số mã hàng mà em đang phân phối nhá. Em quay trực tiếp và báo giá luôn này. Bác nào có nhu cầu hàng hóa thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại em đang ghim trực tiếp bên dưới mình nhá. Gọi điện trực tiếp để em tư vấn cũng như là chốt đơn hàng. Và các bác lưu ý em là hóa đơn nhà em trên 200k nhá. Hóa đơn cứ trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship, ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng và thanh toán. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ nữa, khi mà các bác mua hàng thì các bác nhớ xem kỹ video, xem kỹ về sản phẩm rồi là giá cả sản phẩm như thế nào đó, để khi mà các bác chốt đơn nó dễ chốt đơn. Và thứ hai là khi mà đến hàng đến nơi, các bác nhận hàng kiểm tra đúng hàng đủ hàng như trên video thì các bác thanh toán nhá. Đấy, cách thức mua hàng rất dễ mua. Rồi em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên thì em lô nóng lên rồi bác này. Đó thì em lên mã, em lên luôn cái mã bàn, nó là cái mã hàng bàn trải điện nhá. Lên mã ra cái bàn trải điện. Con này thì sản phẩm này dùng rất ok này. Đấy, nó độ rung rất là cao, độ rung nó lên đến 32.000 vòng trên 1 phút nhá, rung cực kỳ khỏe luôn. Đó. Bộ sản phẩm này thì hàng vẫn nguyên trong hộp nhá, mới keng luôn. Đấy, nói chung là bây giờ các bác nên sử dụng trải nghiệm những cái sản phẩm mới đi. Đấy, để mình kịp, thứ nhất là kịp cái xu hướng, mà thứ hai là dùng nó ok. Đấy, dùng nó đúng thời đại ạ. Thì cái con bàn trải điện này hiện tại bây giờ người ta dùng rất là nhiều này. Nó toàn bộ nó sẽ bằng điện nhá, và nó sử dụng cái dòng rung sóng âm, rung rất là khỏe, nó sẽ đánh tung những phần mảng bám chân răng rồi là chân loại các thứ, giờ sử dụng rất ok, đánh cực kỳ sạch luôn. Bộ này thì đầu tiên sẽ gồm có là một thân bàn chải này, đi kèm cho bác là 4 đầu bàn chải luôn nhé, 4 đầu bàn chải để bác có về thoải mái thay thế luôn. Đây, 4 đầu bàn chải luôn nhé, và đi kèm cho bác nữa là một cái cọng dây cáp sạc. Đấy, một cái cọng dây cáp sạc nha, để về các bác sạc pin, vì nó là dòng bàn chải điện chạy pin mà, hết pin thì bác lại cắm sạc vào dùng. Cái phần dưới này là cái phần chân sạc này, đấy, hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, nó sử dụng cái nguồn điện sẽ là cái nguồn điện DC 5V nhá. Đấy, về các bác cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại hoặc là cái nguồn 5V là các bác có thể là sạc cho cái bàn chải rồi. Con này thì thời lượng pin nó rất là trâu bò, các bác dùng tối đa cho em khoảng tầm 15 ngày luôn, dùng cực kỳ trâu bò luôn. Đấy, cái này em trải nghiệm thực tế mà, dùng trâu lắm, 15 ngày các bác mới phải sạc lại một lần và độ rung cực kỳ khỏe. Ở đây em sẽ hướng dẫn các bác cách dùng và lắp đặt và các bác sử dụng luôn này. Đấy thì khi mà về dùng các bác bóc cho bàn chải ra, sau đó các bác lắp đầu bàn chải vào, xoay vòng cái nó vào lẫy này, lông bàn chải rất là mềm nhá. Đấy, lông bàn chải cực kỳ mềm luôn. Sau đó là các bác nhấn chế độ, cái này nó sẽ gồm có là 5 chế độ, các chế độ khác nhau. Đấy, rung mạnh, rung vừa, rung yếu, rung rung nhất thời các thứ ra. Đấy, các kiểu luôn nhá. Thì về các bác cứ bấm này, bấm nó có các chế độ rung, các bác thấy chế độ nào phù hợp với răng của mình thì các bác sử dụng chế độ này nhá, vì mỗi răng là nó có một cái chế độ rung khác nhau mà các bạn. Đó, và con này thì các bác bấm một lần thì nó sẽ thay đổi các chế độ đấy, và các bấm thì nó sẽ mở máy, còn khi mà các bác muốn tắt thì các bác giữ lì cho em này, giữ lì này. Đấy, giữ lì tự động máy sẽ tắt nhé, còn các bác bấm một lần cái tự động máy lên này, bấm một lần nữa bắt đầu nó sẽ chuyển các chế độ này. Đây em sẽ cho bác trải nghiệm về cái độ rung nó nhé, rung cực kỳ khỏe luôn. Đây, đấy, thấy không? Đó, thấy không? Đó, đây độ rung không? Đó, rung rất là khỏe luôn nhá. Nó dùng cứ phè 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 luôn đấy, dùng cực kỳ khỏe. Nói chung là sản phẩm này dùng hay lắm. Đấy, dùng cho trẻ em, người lớn các thứ được hết luôn nhá. Đấy, lên mã cho em sẽ là sản phẩm là bàn chải điện nhá. Một bộ sản phẩm tặng kèm luôn bác là cả 4 đầu bàn chải luôn. Đấy, giá nó đang rất là tốt, 80.000 một bộ bàn chải nhá. Đấy, độ rung là 32.000 vòng trên phút này. 80.000, lên mã cho em sẽ là bàn chải điện. Đó, bàn chải điện 80.000 cho một bộ bàn chải điện nhá. 80.000 bộ ở đây. Các bác cùng xem thực tế về sản phẩm, review thực tế này, sản phẩm dùng hay lắm. Đây. Trời ơi, tin được không? Bàn chải điện mà còn rẻ hơn cả bàn chải thường á. Giá đúng của cả bộ này là bằng 2 chiếc bàn chải thường, nhưng bù lại có tới 4 đầu bàn chải. Còn bàn chải thường thì chỉ có 1 đầu. Thế là chải rẻ hơn thì còn gì nữa. Đừng bao giờ vội đánh giá ai qua giá cả. Bàn chải cũng là con người mà. Thân bàn chải cầm vừa tay, khá nhẹ, không quá nặng gây nổi. Độ rung hơn 30.000 lần một số điều và sạch răng ở level cao hơn hẳn so với bàn chải chạy bằng tôn, nhưng không quá mạnh gây đau nhé. Mọi người yên tâm, năm mức độ rung khác nhau cho từng nhu cầu. Tôi thì cứ chế độ đầu tiên một lên xài luôn, đánh xong răng sạch sẽ không còn tí mảng bám gì cả. Ai mới dùng chưa quen á thì nên chọn 2 mức cuối cho nhẹ hơn. Lông bàn chải khá mềm, không gây đau nướng. Mỗi hộp đều kèm theo 4 đầu bàn chải để thay thế. Mọi người giữ cho cái nút cao su này được đóng chặt là khi dùng xả nước vô tư. Cái bàn chải này không chỉ rẻ mà còn chống nước được nữa, rất là ok la luôn. Ai còn đang dùng những chiếc bàn chải thường thì vứt hết mà đổi sang cái này ngay đi. Tôi chấm 10 điểm luôn nha. Đó, thực tế về sản phẩm bàn chải điện bên em đang gửi anh nhá, giá bên em đang bán sẽ là đi 80.000 một cái bộ bàn chải này. 80.000 bộ đầy đủ phụ kiện bên trong hộp luôn, và có đi kèm là 4 đầu bàn chải nữa các nhá.
Rồi cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn mã hàng đó là cái kem đánh răng của Nhật này. Đấy có bàn chải răng của rồi thì các bác có luôn mã kem đánh răng. Đó em lên luôn các mã hàng đó là cái cây kem đánh răng của Nhật nhá, rất là xịn luôn. Dòng kem đánh răng muối đó, rất là tốt cho phần lợi. Đấy, phần lợi nếu này các bác đang bị ê buốt chân răng này hay bị viêm lợi viêm chân răng này thì bác sử dụng ngay cho em cái con kem đánh răng của Nhật nha. Đó, con này thì của thương hiệu Sansta nhá. Đấy, thương hiệu Sansta rất là xịn luôn. Đó, rất là ok. Đấy, đánh cực kỳ sạch luôn. Nó là dòng kem muối ạ, kem muối. Nên là nó rất tốt cho lợi. Và cái này thì anh em cũng đang dùng thực tế rồi. Đấy, đánh cực kỳ sạch luôn các bác. Đánh xong là cảm giác là răng răng miệng là cảm giác là nhẹ, nó nhẹ luôn. Đấy, cảm giác nó sạch, nó nhẹ mồm luôn, dùng thích lắm. Và hơi thở thơm mát. Hương bạc hà nhá, hương bạc hà. Đây. Một típ này sẽ là 170 g này. Một típ kem đánh răng Nhật này là 170g nhá. Đấy, 170g. Đó, lên mã em sẽ là sản phẩm là cái lọ kem đánh răng, típ kem đánh răng của Nhật nhá. Bên em đang bán một cái hộp típ kem đánh răng của Nhật như này. Giá sẽ là đi 70.000 nhá, 70k. Đó, đi lên mã em sẽ là kem đánh răng của Nhật nhá. Đấy, kem đánh răng của Nhật này. Giá sẽ là 70k một típ nhá, 70.000 một típ này, một típ này là 170g. Hàng của thương hiệu Sansta, hàng nội địa Nhật nhá, cực kỳ xịn luôn. Rồi cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn mã hàng đó là cái thuốc nhỏ mắt của Nhật, hàng Vinshop tiếp tục về này. Lên mã em sẽ là thuốc nhỏ mắt nhá. Một hộp này thì sẽ là 12 ml, hàng của thương hiệu Roto này. Đấy, một trong thương hiệu chuyên về thuốc nhỏ mắt rất là nổi tiếng rồi. Và hàng này sẽ là hàng nội địa Nhật, cực kỳ xịn luôn. Mà cái lọ thuốc nhỏ mắt này thì các bác sử dụng rất là tốt này. Đấy, ví dụ các bác nào đang bị mắt mờ này, rồi là mắt hay bị chảy nước mắt này, rồi là đau mắt các thứ này, thì cái này nó giúp bổ sung các vitamin hỗ trợ mắt sáng khỏe hơn nhá. Đấy, ví dụ như vitamin E này, B6 này, natri muối này, kali này, toàn những thành phần giúp mắt của bác sáng hơn và mắt đỡ mờ hơn nhá. Đặc biệt là dùng cho người già rất là tốt, sử dụng rất ok luôn. Cái này mà các bác cứ rõ vào cái là nó hơi cay cay lúc đầu một chút, lúc sau là cảm giác là mắt các bác sáng trưng luôn, dùng thích lắm. Đấy, cái này em đang dùng mà dùng thích cực kỳ luôn. Thuốc nhỏ mắt của Nhật nhá. Bên em đang bán giá sẽ là 75k một hộp nhá. 75.000 cho một hộp thuốc nhỏ mắt nha. 75k thôi. Giá gọi là rất là hạt rẻ và sản phẩm dùng rất ok. Cái này em cũng đang dùng, em đang dùng trải nghiệm, em thấy ok và em lấy về để bán các bác mà. Đấy, dùng thích lắm. 75.000 hộp nhá. Chứa toàn cái thành phần giúp mà sáng mắt bổ mắt nhá. Đấy. Một hộp là 12 ml, hàng của Roto của Nhật nhá. Cực kỳ xịn luôn này. Đó. Ở đây em còn ít cái bộ bút chì thước kẻ này, lên mã em sẽ là bút chì thước kẻ nhá. Đấy, các bác mua về cho cháu nhà mình học tập sử dụng này. Bộ này thì sẽ gồm có là một thước kẻ đi kèm là hai bút chì, và đi kèm nữa là một cái cục tẩy luôn nhá, một cục tẩy và có kèm luôn là một cái cọt bút chì luôn. Đấy, bộ này mua về tặng cho cháu nhà mình nhá. Bộ này em thanh lý bán giá xả kho luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ thước kẻ bút chì, bên em đang bán nốt cho bác luôn, giá sẽ là 15k một bộ nhá. 15k thôi. Đấy, 15k một bộ. Thước kẻ bút chì nhá, thước kẻ bút chì 15.000 bộ, sẽ gồm có là cả thước kẻ, cả bút chì, cả tẩy, cả gọt bút chì luôn. Bán giá xả kho luôn 15k. Rồi tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng đó là cái này là cái chốt cửa tự động nhá. Lên mã em sẽ là cái chốt cửa tự động. Cái này dùng hay lắm này. Đó, các bác mua về để các bác cài vào cửa nhà mình nhá. Đấy, để mình chốt tự động làm thành một cái chốt cửa tự động dùng tiện lắm. Đó, thì đây. Nó sẽ gồm có là hai cái bên như này. Đấy, một cái bên chốt và một cái bên cài này. Đó, thì về các bác gắn vào, khi mà các bác đẩy cửa vào là tự động nó sẽ khớp, nó trượt này, đó là sẽ sập vào, rất là tiện luôn. Các bác không cần phải dùng thao tác gì cả. Còn nếu các bác muốn mở thì các bác đẩy cái này ra. Đấy, kéo này ra cái là tự động nó sẽ mở ra nhá. Đấy, kéo nó tụt vào tự động nó sẽ mở ra. Còn khi mà các bác đóng, các bác đẩy là tự động sẽ sập vào nha. Đấy, đi kèm thì sẽ có cả ốc vít, thì về các bác bắt vào nhá. Đấy, về mình có cái tô vít ở cái máy khoan này, các bác bắt cái con vít này vào là xong, rất ok luôn. Dễ sử dụng và lắp đặt nhá. Rồi em báo giá luôn. Rồi em báo giá luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ chốt cửa tự động này. Bên em đang bán một bộ này sẽ là đi 30.000 nhá. 30.000 thôi. Em xả kho bán nhanh các bác luôn. 30.000 cho một cái bộ chốt cửa tự động nhá. 30.000 bộ, bao gồm là có cả ốc vít đi kèm luôn. Để đi về các bác lắp vào cửa nhà mình nhá. Đây em sẽ cho bác xem một cái video thực tế về sản phẩm này. Đó, lắp đặt nó rất là dễ sử dụng luôn nhá. À, lắp đặt rất là dễ lắp đặt nhá. Đấy, nó sẽ có là hai bên. Đấy, các bác lắp đặt một bên nọ bên kia vào. Đấy, khi mà đóng là các bác chỉ phải ấn mạnh vào cái là nó sẽ sập vào luôn nhá. Đấy. Cửa tủ, rồi là cửa sổ, rồi là cửa to, rồi là cửa chuồng, những cái chuồng con động vật, chuồng chó, chiếc thứ rất là tiện dụng nha. Đây, đó đây, đó đây, các bác nhìn này. Đấy, các bác chỉ phải ấn mạnh mà tự động sẽ sập vào. Còn lúc nào mà các bác muốn
mở đấy bác kéo ra. Các bác nhìn cách lắp đặt này, thao tác lắp đặt rất là dễ nhá. Đấy, ấn vào cái là sập vào luôn, rất tiện dụng nhá. Đấy, rất là hay trong cái con sản phẩm là chốt cửa tự động này. Giá hiện tại bên em đang xả kho bán nhanh bác, là giá chỉ cần có là đi 30.000 một bộ thôi nhá. Giá được có 30.000 thôi. Đấy, bữa trước đang bán là 5.000 bộ đấy, là này đang giảm giá xả kho bán nhanh là còn có 30.000 nhá. Chốt cửa động 30.000 một bộ. Rồi cái mã hàng tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng đó là cái vòi đồng tưới cây này. Đấy, vòi đồng xin lỗi các bác là cái vòi quay có nhá, vòi quay. Vòi quay 360 độ nhá. Con này thì về để bác có thể ví dụ như các bác lắp lên trên mái nhà mình để các bác dùng để phun tưới nước chống nắng này. Đấy, rồi là các bác lắp ở vườn tưới cây, đấy, tưới rau các thứ nhá. Đấy thì khi mà nước nó áp lực nước nó đẩy lên thì nó sẽ phun ra và nó sẽ quay tròn nha. Đấy thì khi mà nước nó quay tròn thì tưới nó rất là đều. Đấy, tưới rất là đều nhá. Đây, những cái đầu béc nó phun ra này. Đấy, đầu béc nó phun ra. Đó, con này thì áp lực nước nó càng mạnh thì nó quay càng tít và cái tia nó phun ra càng rộng nhá. Đấy, cái đường kính nó phun ra càng rộng. Đấy, đi kèm thì nó sẽ có là một cái đầu nối nhanh như này. Đấy thì nếu mà các bác không dùng cái đầu nối này thì mình có thể là mua thêm một cái đầu gen gen này nữa thì về các bác nối trực tiếp vào xoáy trực tiếp vào qua cái đầu gen này, ở đây nó có cái đầu gen xoáy này. Đấy, toàn bộ thì sẽ là bằng đồng hết các nhá, đồng 100% luôn, dùng bền lắm. Con này nói chung là dùng cực kỳ bền. Đây khi mà có áp lực nước nó đẩy lên thì nó sẽ quay tròn này các nhá. Đấy, sẽ quay tròn này. Đó thì các bác lên mã em sẽ là sản phẩm là cái vòi quay nhá, vòi quay. Bên em đang bán một cái vòi quay này giá sẽ là đi 80.000 một bộ nhá. 80.000 một bộ nha. Đấy, 80.000 một bộ hoàn chỉnh nha nhá, là 80.000 một bộ vòi quay nhá. Lên mã em sẽ là vòi quay giá 80k, vòi đồng nhá. Đấy, vòi đồng luôn. Vòi quay bằng đồng luôn nhá, xịn cực kỳ luôn nhá. Đấy, vòi quay 80.000 một chiếc nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Dùng lắp đặt rất là dễ nè. Đấy, lắp đặt rất là dễ nè. Đó, khi mà các bác mở van ra cái này, đấy thấy không? Nó phun ra rất là rộng nhá. Đó, và nó ra những tia hạt sương các bác dùng để tưới cây. Rồi là sử dụng lắp lên mái nhà chống nóng các thứ nhá, rất là hay. Đấy, đây các bác nhìn này, mở nước là cái này phun này. Đấy, thấy không? Rất là khỏe luôn nhá. Đó. Rất là tiện dụng mà dễ dàng lắp đặt, dễ dàng sử dụng nhá, dùng hay cực kỳ luôn. Đó, thấy không? Rất ok luôn. 80.000 một chiếc nhá, 80.000 một chiếc vòi quay nhá, vòi quay 80k. Đấy. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng đó là cái bộ ví nâu này, lên mã em sẽ là bộ ví nâu nhá. Bộ này thì nó sẽ gồm có các chi tiết như là bấm móng tay này, rồi là lấy giấy tay này, rồi là zip giếc, rồi là những cái đồ dụng cụ nặn mụn mà rũa móng tay móng chân nhá. Đấy, bộ này hiểu là một cái bộ làm neo dùng cho gia đình này. Đấy, dùng cho gia đình các thứ này, rồi là sử dụng chị em phụ nữ dùng rất là hay luôn. Bộ này thì hiện tại bên em đang bán bằng một mức giá cực tốt luôn, 40.000 một bộ nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ bấm móng tay ví nâu, bên em đang bán giá sẽ là 40k một bộ thôi, 40.000. Đấy, giá chỉ có 40k trong cái bộ ví nâu nha. Bộ ví nâu nhá. Đấy, bộ ví nâu bên trong là sẽ có các loại chi tiết bấm móng tay các thứ cho ok luôn nhá. Đấy, đầy đủ con này luôn, giá sẽ là 40k. Bấm móng tay rất là sắc này, kìm kéo này, đồ rũa mài rất ok luôn, lấy dây tai zip giếc nặn mụn luôn nhá. 40.000 một bộ, đựng trong một chiếc ví rất là đẹp luôn. Ví nâu, bộ ví nâu nhá, 40.000 một bộ. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng đó là cái cây cưa gấp đen trắng này. Lên mã em sẽ là cái cây cưa gấp đen trắng. Cây này thì về để các bác cưa cành, cưa cây. Và cái con này rất là hay là nó có thể gấp gọn được, tiện cho việc các bác di chuyển cũng rất là an toàn. Bác khi mà các bác sử dụng, các bác gấp gọn mà cũng rất là an toàn, nó không bị nó không bị mẻ lưỡi, rồi là gãy mũi, rồi là nó chẳng may nó va chạm vào người. Đấy, nó bị xước chát chân tay nhá. Hàng của Nhật, made in Japan. Con này thì tổng chiều dài lưỡi của nó sẽ là 30cm nhá. Đấy, tổng chiều dài lưỡi là 30cm. Hàng nội địa Nhật cực kỳ xịn luôn. Dòng cưa lưỡi kép, các bác nhìn nó hở những cái phần khe hạt bưởi này. Đấy, khi mà các bác cưa những cái phần khe hạt bưởi nó có tác dụng là nó sẽ đùn cái phần mùn ra, thì khi mà các bác cưa ấy, nó cưa nó rất là nhanh. Đấy, cưa cực kỳ nhanh và nó cưa rất là dễ. Đấy, không, nó không bị kẹt cưa. Đấy, và khi mà dùng xong rồi các bác có thể gấp gọn vào. Đấy. Tay cầm thì có một lớp bọc cao su chống trơn trượt và cái tay cầm nó khá là dài. Khi mà các bác cưa, các bác có cái lực giật, các bác cưa nó rất là dễ cưa mà cưa rất là khỏe nhá. Đấy, dễ sử dụng mà dùng rất ok luôn. Bên em thì hiện tại đang bán một cái cây cưa gấp đen trắng nha, giá sẽ là 70.000 nhá. Lên mã duy em sẽ là sản phẩm là cái cây cưa gấp đen trắng nhá. Đấy, cưa gấp đen trắng, giá sẽ là đi 70.000 cho một cây cưa gấp đen trắng nha. Dòng cưa lưỡi kép, cưa của Nhật nhá, cưa cực kỳ nhanh và xịn luôn, 70k một cây nhá. Đấy, giá tốt, sản phẩm dùng ok. Đấy, và rất là hợp lý này, 70.000 mã hàng cưa gấp đen trắng nhá. Đấy, mã hàng cưa gấp đen trắng 70k một cây nhá, 70.000 một cây. Bộ khẩu V46 chi tiết hàng mới shop tiếp tục về vũ bác nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ khẩu, mã sẽ là bộ sản phẩm sẽ là mã sẽ là V46 này. Đây V46 nhá. V46 nó sẽ gồm có là 46 chi tiết nhá. Bên em đang bán giá sẽ là 120k. 120.000 cho một cái bộ V46 này.
sẽ gồm có là tổng là 46 chi tiết trong một cái hộp tô vít đồ nghề như này nhá. Đấy, nó sẽ gồm có đây các kiểu loại, em sẽ quay cho bác xem này. Một cái ngăn của nó thì bên trên này sẽ gồm có các loại đầu vít này, đấy, đầu ba ke này, đầu dẹt này, rồi là bên dưới là có đầu lục giác, đầu hoa thị, các cỡ các loại luôn nhá. Bên dưới cái khay này nữa thì nó sẽ có là những cái đầu khẩu này, 14, 13, 12, 11, 10, nói chung là từ đầu khẩu từ 14 cho đến 4 nhá. Đầu lớn nhất là đầu 14 và đầu nhỏ nhất sẽ là đầu 4. Bên dưới này nữa thì sẽ gồm có là tay lắc này, rồi là cây tô vít này, thanh nối dài, tay công này, rồi là cái lúc lắc, rồi là những cái thanh mà bẻ cong để các bác xoáy phần góc xuất, cái phần mà góc nó bị khuất này, cái thanh lò xo này. Đấy, rồi là các kiểu các loại luôn, phụ kiện đi kèm sẽ gồm có đó là tổng là 46 chi tiết trong một cái hộp này nhá. Đấy, về các bác dùng để anh em thợ thuyền sửa chữa máy móc đồ cơ khí đồ các kiểu các loại ốc vít viếc xoáy này, rồi các bác sử dụng gia đình xoáy những thiết bị đồ đạc gia đình nhà mình nhá, rất ok luôn. Đấy, đa năng nhá. Đấy, mua cái bộ này về là dùng thoải mái mà giá của nó hợp lý đó. Các bác sở hữu cho em là bộ V46 chi tiết này mà giá nó chỉ có 120.000 thôi. Đấy, một cái mức giá gọi là siêu sốc chưa từng có luôn nhá. Đấy, lên mã em sẽ là bộ vít V46 nhá. 46 chi tiết trong hộp nha. Giá sẽ là 120.000 một bộ đúng không ạ? 120.000 bộ nhá. Giá siêu hạt rẻ và sản phẩm dùng ok lắm. Đấy. Cái này nói chung em bán cho các bác thợ thuyền, đặc biệt là các bác dùng thợ cơ khí này. Đấy, xoáy rồi là các bác chế máy móc rồi, đôi khi là cần xoáy như cái này dùng dần dùng rất ok luôn nhá. Đấy. V46 120.000 một bộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác hàng, đó là cái tay nắm cửa silicone này. Lên nãy em sẽ là cái tay nắm cửa silicone nhá. Cái này về dùng rất là hay. Đấy, ví dụ như là nhà các bác có những cái tay nắm cửa hình chữ L là về các bác lắp này vào ok này. Đấy, nó giúp bảo vệ cái tay nắm nó không bị va đập, không bị xây xước này. Thứ hai là chẳng may ví dụ như các bác nhà nhiều trẻ con và người già, chẳng may mà đi nó có bị va chạm mà thì nó đỡ bị giảm thiểu, ví dụ như là tình trạng chấn thương hoặc va chạm nhá. Nó không may nó xảy ra. Đấy, rất là hay luôn. Nó là thiết kế là dạng silicone nên rất là êm. Đấy, nó có những cái đầu hút này nữa thì khi mà đẩy cửa nó dính vào, nó sẽ dính vào tường nha, dùng rất ok luôn. Đó. Lên mã thì em sẽ là sản phẩm là tay nắm cửa silicone. Nên em đang bán một cái tay nắm cửa đi silicone này, giá sẽ là đi 15.000 một chiếc nhá. Đấy, 15.000 một chiếc này, 15k. Đó, tay nắm cửa silicone 15k một chiếc nhá. Lấy về để các bác bọc vào những cái tay nắm cửa hình chữ L nhá. Nhớ giúp em sẽ là hình chữ L là các bác phải bọc được, ví dụ như là tay tròn thứ nó không bọc đâu. Đấy, tay hình chữ L là dùng ok. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm GV thực tế này, dùng hay lắm. Đó, đây. Đấy, về các bác đeo vào những cái tay ống kính chữ L này. Đấy. Đấy, các bác nhìn nhá. Đó, rất ok. Sạch sẽ ok. Đấy, khi mà đẩy vào là tự động sẽ dính vào luôn. Rất ok. Tránh va đập và giảm tiếng ồn nhá, dùng hay lắm. Đó. 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một chiếc tay nắm cửa silicone nha. Đấy, 15k một chiếc. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác hàng, đó là cái cây kéo cắt tôn của Kabushi Japan này. Lên mã em sẽ là cây kéo cắt tôn nhá, hàng của thương hiệu Kabushi Japan, rất là xịn luôn đó. Cây này thì về để chuyên bác cắt tôn cắt tiếc rất ok. Đấy, chuyên về các bác cắt tôn rất là tiện dụng luôn. Con này thì kéo đi lần này nó trang bị cho bác là cái phần trợ lực nhá, các bác chỉ việc bóp vào thôi, còn mở ra thì nó sẽ có lò xo nó đẩy ra, trợ lực rất là tốt này. Phần lưỡi kéo được cực kỳ sắc bén, nó sẽ thiết kế một cái góc là vát 45 độ nhá, nên khi mà các bác sử dụng các bác rất là dễ cắt. Không như những cái dòng kéo truyền thống mà các bác cắt cái phải luồn lách này, các bác cứ phải lách kéo, đảo kéo các kiểu này, như con này các bác cắt thẳng như kiểu là cắt giấy luôn, cắt cực kỳ ngọt nhá. Đấy, cắt ngọt lắm và có cả cái phần trợ lực nên khi các bác sử dụng công việc của bác nó rất là nhàn, nó đỡ vất vả hơn mà các bác nó cắt nó rất là nhanh, được việc làm nó hiệu quả hơn nhá. Đó, lên mã em sẽ là phẩm là cái cây kéo cắt tôn có cả khóa hãm này luôn. Giá em đang bán là 160k một cây nhá, 160.000 một cây. Kéo cắt tôn nhá, 160.000 cho một cái cây kéo cắt tôn hàng của Kabushi Japan nha. Đây em sẽ cắt test cho bác xem luôn nhá. Đây em cắt luôn bằng cái giấy bóng nhá. Đấy, giấy bóng nhưng mà những cái con kéo nhụt đấy là mà nếu mà cắt nó sẽ bị nhay ngay, nhưng mà con này các bác kéo cắt tôn này như các bác nhìn này, cắt giấy bóng nhá. Đây các bác nhìn này. Cắt giấy bóng nó ngọt như là mía luôn nhá. Kinh khủng luôn con này em. Con này em bán nhiều mà, các bác nhìn này, giấy bóng mà nó cắt ngọt như kiểu là cắt giấy luôn đấy. Đấy, còn đây là đấy là các bác cắt giấy bóng nhé, còn nếu các bác cắt tôn ấy, những cái dạng tôn cứng tôn dày thì các bác cắt nó còn dễ cắt, nó còn ngọt nữa cơ. Đó, rất ok. 160k một cái cây kéo cắt tôn dùng rất ok nha. Đấy, hàng của Kabushi Japan đó. Một cái sản phẩm tiếp theo nữa thì em lên luôn đấy các bác hàng, đó là cái bộ tô vít điện chuyên để các bác làm điện nhá. Bộ tô vít đỏ vàng 7 cây nhá, 2, 4, 6, 7 cây đựng trong một cái túi rất là xinh đẹp nha. Đó, rất là tiện về các bác chuyên dùng để làm điện nhá. Dòng này thì chuyên dùng làm điện, nó có bọc cách điện hết này. Đấy, thấy không? Bọc cái điện luôn nhá, và đi kèm luôn đó là một cái cây bút thử điện luôn. Đấy, có kèm luôn đó một cái cây bút thử điện này để về các bác thử điện nhá. Đấy, một cây một hộp một túi này sẽ gồm có là 7 cây, nó có các loại này từ chân ba ke này cho đến chân dẹt,
Có luôn, chân dẹt chân ba ke đầy đủ rồi. Về các bác vừa có thể vừa xoáy vừa làm điện vừa có bút thử điện luôn. Đấy, nói chung là combo này dành riêng cho các bác chuyên làm điện nhé. Đấy, chuyên làm điện nó được bọc phủ lên đến gần đến cái trần chân này lên luôn này. Đấy, phủ kín luôn, phủ nhựa cách điện rất là tốt nhá. Đựng trong một chiếc túi rất là xinh nha. Đấy, giá thì hợp lý lắm, 130.000 nhá, 130k. Lên mã anh em sẽ là cái bộ tô vít đỏ vàng nhá. Đấy, bộ tô vít đỏ vàng. Tô vít đỏ vàng này, cái bộ tô vít đỏ vàng chuyên để làm điện nhá, tô vít đỏ vàng. Đấy, tô vít đỏ vàng chuyên làm điện, giá 130.000 một bộ nhá, 130k. Một cái bộ tô vít đỏ vàng chuyên làm điện nha, 130.000 thôi. 7 cây nhá, trong đó là một cái có một cái cây bút thử điện luôn. Đấy, đựng trong một chiếc túi rất là ok. Đấy, dùng xong rồi các bác lại để trong cái túi này. Đấy, có thể xách mang đi mang lại rất là tiện. 130.000 một bộ tô vít đỏ vàng nhá. Rồi cái mã hàng tiếp theo thì em lên luôn đó, đó là cái khò ga K1 hàng của thương hiệu Kabushi Japan này. Chiếc khò ga quốc dân, khò ga thần thánh, hàng rất là chắc chắn, xịn, chất lượng. Đó, con này thì hàng anh em đang bán là hàng lõi đồng nhá, nên là khi mà các bác sử dụng nó chịu được nhiệt độ cao đấy và dùng rất là bền. Con này thì có tích hợp là phần đánh lửa tự động này, điều chỉnh ga to nhỏ nhá. Đấy, điều chỉnh ga to nhỏ là cái phần vòng xoay và có phần chỉnh gió nhá. Đấy, chỉnh gió để các bác chỉnh xem cái phần ga nó phì xì ra mạnh hay nhẹ nhá. Đó, và chuyên để về các bác lắp vào bình ga mini nhà mình dùng. Đấy, dùng kho đồ đặc, dùng rất là ok luôn. Đấy, chắc chắn chất lượng nhá. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra, cầm một chiếc kho ga nó chắc nịch luôn, cầm nặng chắc chắn lắm. Đấy, giá mà em đang bán thì gọi là siêu hạt rẻ rồi, bao giá thị trường luôn nhá. Lên mã em sẽ là cây kho ga K1 này. Mã sẽ là cây kho ga K1 hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Giá mà em đang bán là 100.000 một cây thôi. Đấy, 100k. Kho ga K1 100k. Đấy, có những cái chỗ người ta đang bán đến 150, 170.000 một cây đấy. Bên em bán thì cũng 100.000 thôi. Giá tốt mà sản phẩm dùng rất ok. Hàng chuẩn lõi đồng luôn nhá. Đấy, hàng chuẩn lõi đồng luôn, 100k một cây. Rồi em lên luôn các mã hàng đó là cái cây kìm đa năng này, lên nãy em sẽ là cái cây kìm đa năng nhá. Ở cây kìm này thì nó gọi là đa năng vì nó rất nhiều chức năng. Có chức năng là cắt kẹp các kiểu như một chiếc kìm này, rồi kìm bình thường. Ngoài ra nó có chức năng rất là cao cấp, ví dụ như là bấm cốt này, đây cái khe này khe bấm cốt này. Ngoài ra nó còn có cả chức năng là tuốt dây luôn nhá. Đấy, vừa bấm cốt vừa tuốt dây, và đặt này thiết kế thêm là cho bác một cái lò xo trợ lực. Đấy, thì khi mà các bác chỉ việc là bóp vào thôi, còn là đẩy ra này, nó có cái lò xo trợ lực, nó sẽ hỗ trợ bác đẩy ra nữa, tự động nó sẽ mở ra luôn, rất là tiện dụng. Hàng này thì hàng bãi của Nhật nhá. Đấy, hàng bãi Nhật, đấy các bác nhìn này, thép CRV có chữ Japan này, có chữ Japan này. Đấy, có chữ Japan luôn nhá, trên thân của kìm luôn. Hàng bãi Nhật cực kỳ chắc chắn nhá. Chất thép CRV thì các bác yên tâm mà dùng, nó rất là chắc chắn và bền rồi. Đấy, con này nó có cả cái phần tay cầm bọc cách điện luôn, dùng ok. Đấy, giá thì siêu hợp lý và siêu hạt rẻ luôn nhá. Lên mã em sẽ là cây kìm đa năng, hàng bãi Nhật cực kỳ xịn luôn. Bên em đang bán là 130.000 một cây thôi. Đấy, giá chung 130.000 một cây. Hàng bãi Nhật cực kỳ xịn nhá, 130k. Đây nhá, lên mã em sẽ là giảm là cây kìm đa năng. Đấy, kìm đa năng này, 130.000 một cây nhá, 130k cho một cái cây kìm đa năng này nhá, 130.000 một cây, có cả cái lò xo trợ lực, dùng ok lắm. Đấy, bấm cốt tuốt dây các kiểu nhá. Đấy, rất nhiều chức năng trong một chiếc kìm. À, còn một ít cái mã hàng đó là cái hộp bút chì này, hộp bút chì, hộp này sẽ là hộp này bao nhiêu cây nhỉ, 24 cây ạ, một hộp bút chì 24 cây. Đấy, về để các bác mua về các cháu nhà mình, hoặc là thậm chí các bác mua về để các bác có tô vẽ các kiểu này. Đấy, hộp này là hộp bút chì màu nhá, nó sẽ gồm có là 24 cây, và sẽ có là 24 cây trong một hộp và 24 màu khác nhau luôn nhá, 24 cây bút chì và 24 màu khác nhau. Đấy, rất là tiện nhá, về các bác sử dụng cho cháu nhà mình sử dụng học tập, rồi là sử dụng các bác sử dụng làm việc, tô màu tô vẽ các kiểu, hoặc là ghi tài liệu, ghi những cái màu này riêng ra thì đôi khi là các bác sử dụng thì dễ phân biệt hơn nhá. Đấy, và đi kèm thì ở cái phần nắp này nó có một cái gọt luôn này. Đấy, các bác xỏ đây để các bác gọt cho bút chì này luôn. Đấy, giá em đang bán một cái hộp bút chì màu nha, giá sẽ là đi 40k nhá, 40k. Đấy, sẽ có tổng là 24 cây trong một hộp nhá, 40.000 thôi. Đấy, hộp bút chì màu nhá, hộp bút chì màu, giá sẽ là 40.000 nhá, 40k này. Đấy, 40k đó, 40.000 một cái hộp bút chì màu 24 cây nha, 40k. Rồi bên shop tiếp tục về mã hàng đó là cái khóa đồng của Đức này. Lên mã em sẽ là cái khóa đồng của Đức nha, em báo giá luôn. Bên em đang bán một cái khóa đồng của Đức này là 140k, 140.000 nha các bác nhá, 140k. Lên mã em sẽ là khóa đồng Đức này, dòng khóa đồng Đức chống chống cắt chống trộm nhá, 140.000 một cây. Con này thì nói chung là các bác sử dụng thì quá ok rồi. Các bác sử dụng ở gia đình, khóa cổng, khóa cửa, mà đặc biệt là con này các bác dùng ngoài trời rất ok. Đây, hàng made in Gạc Mani này. À, đây không? Made in Gạc Mani nhá, rất là xịn luôn.
dòng khóa chống cắt chống trộm. Cái phần lõi này thì lõi này nó rơi khoảng tầm 8 ly nhá, 8 ly. Đi kèm cho bác là có 4 chìa để các bác có thể là thoải mái chia cho người nhà, người thân nhà mình mỗi người một chìa, tiện cho việc ra vào nhá. Đặc biệt là con này khóa cổng khóa ngoài trời. Cái này sản phẩm này anh em đang dùng khoảng tầm 2 năm nay rồi. Đấy, các bác khóa ngoài trời rất ok, mặc dù là mưa gió rồi là các kiểu luôn, nhưng mà con này thì chịu được mưa gió rất tốt này, không bị gì sét này. Bình thường nếu các bác dùng những cái khóa ở ngoài thị trường ấy là nó rất là hay bị rỉ, mà khi mà rỉ các bác rất là khó mở. Đấy, thì con này thì nó chịu được nắng mưa rất là tốt nên là không có vấn đề gì, không có gì sét gì mà thao tác nó, kể cả mưa gió các bác chỉ việc đút vào cái xoáy cái ra luôn. Đấy, và khi mà các bác khóa vào cái này xoáy cái ra luôn. Đấy, thao tác đóng mở rất là nhanh nhá. Đấy, ok, hàng chống cắt chống trộm rất là chắc chắn luôn nhá, bền xịn chất lượng mà giá hợp lý nữa, 140.000 một cây. Lên mã em sẽ là thẩm là khóa Đồng Đức nhá, 140.000 cho một cây khóa Đồng Đức nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác hàng, đó là cái cây kéo tỉa của Nhật này. Lên mã em sẽ là cái cây kéo tỉa. Cái này thì về các bác ngoài chức năng là tỉa, các bác vẫn có thể là cắt thoải mái này. Đấy, tặng kèm luôn có cả cái cây lò xo trong này luôn nhá. Ở đây, một cây kéo tỉa hàng Nhật rất là xịn. Hàng Made in Japan. Con này thì tổng chiều dài kéo sẽ là 34 cm nhá. Tổng chiều dài kéo là 34 cm. Và cái phần lưỡi kéo của nó dài là 20 nhá. Lưỡi kéo dài 20. Đó, cực kỳ sắc bén luôn. Con này thì bao dùng bao xài. Cái này thì Nhật hay xuất sang các nước châu Âu để chuyên cho người ta cắt lông cừu nhá. Đấy, chuyên để người ta cắt lông cừu. Nhưng mà về các bác cắt cành, cắt kiếc rất ok. Đấy, cắt cành này rồi các bác tỉa tán này rồi ok luôn. Đấy, kéo cực kỳ sắc bén, kéo cắt ngọt lắm. Đây em sẽ lấy cho bác xem, test test bác xem một chút nhá. Kéo sắc bén, cắt dễ cắt lắm. Đây là các bác cắt giấy nhá, giấy này mỏng dính cắt nó như này này, thấy không? Đây là giấy mỏng dính cắt nó như này nhá. Còn ví dụ các bác cắt cành, như là những cái cành mà gọi là nhỏ nhỏ tỉa tán thì quá là ngọt rồi. Cành to là con này chín thoải mái luôn, vì con cái sống kéo này con nhìn này nó rất là dày. Đấy, sống kéo rất là dày. Đấy, khâu đồng luôn nhá, cực kỳ xịn, hàng Made in Japan, xịn lắm. Tổng chiều dài kéo là 34 nhá, và phần lưỡi kéo dài là 20. Đó, về chuyên để bác cắt tỉa cành rất ok. Các bác chỉ cần mua cho em một con này thôi, không cần phải mua nhiều. Về là vừa có thể vừa cắt vừa tỉa tán các thứ ok luôn. Báo giá bác luôn nhá. Giá thì gọi là siêu hạt rẻ rồi. 110.000 một cây nhá, 110.000 một cây. Lên mã em sẽ là cái cây kéo tỉa Nhật nhá, kéo tỉa Nhật. 110k cho một cây kéo tỉa Nhật nhá. Đó, 110k đâu nhá. Có 110.000 thôi. Giá hợp lý mà sản phẩm dùng ok, chất lượng 110.000. Bộ sạc của iPhone nhá, lên mã em sẽ là cái bộ sạc của iPhone này. Bộ này thì chuyên dùng các bác sạc cho máy iPhone, dùng là hợp lý này. Bộ này đây sẽ gồm có là một củ nhá. Đấy, một củ sạc iPhone. Đấy, đây logo Apple này. Đấy, hàng chuẩn chính hãng luôn, xịn cực kỳ. Và đi kèm là một cái cọng dây cáp này nhá. Đấy, thì về là các bác có cả dây và cả củ về là các bác cắm vào các bác sạc thôi. Rất là dùng rất là dễ sử dụng và không cần phải mua thêm bất cứ một cái gì cả. Đấy, đây giấy chứng nhận các kiểu luôn nhá, đầy đủ giấy tờ luôn. Giá thì gọi là siêu siêu hạt rẻ, hàng Thanh Lý Ôm Lô, hàng nó trưng bày siêu thị mà, nên là giá hợp lý lắm. 60.000 một bộ nhá. Lên mã em sẽ là sản phẩm là cái bộ sạc iPhone. Đấy, bộ sạc iPhone này. Sạc iPhone, giá 60k một cái bộ sạc iPhone nha. Đấy, bộ này thì chuyên dùng cho máy các bác sạc cho máy iPhone nhá. Đấy, 60.000 một bộ mà sạc iPhone. Rồi tiếp theo thì em lên luôn là các mã hàng, đó là cái này là cái kìm tuốt dây này. Lên mã em sẽ là kìm tuốt dây nhá. Đấy, về để chuyên bác tuốt dây, bác thợ thuyền thợ điện các thứ tuốt dây, có cả phần khóa hãm nhá, lò xo trợ lực nhá. Con này thì các bác tuốt dây cỡ từ 0.6 cho đến 2.6 ly. Đấy, sử dụng điện dân dụng là hợp lý nhất này. Đấy, đặc biệt cho các bác thợ thuyền nhỏ gọn, nó còn tầm một cái bàn tay thôi. Đấy, nhỏ gọn các bác có thể đút túi quần hoặc là vứt trong túi đồ nghề, các thứ rất là tiện dụng luôn nhá. Đấy, chuyên để các bác tuốt dây. Ngoài chức năng tuốt dây thì nó có phần dưới này, có cả chức năng là cắt dây luôn. Đấy, vừa tuốt dây vừa cắt dây nhá. Đấy, có cả những cái lỗ uốn dây luôn này, rất là hay. Giá hợp lý lắm. Lên mã em sẽ là cái cây kìm tuốt dây nhá. Bên em đang bán một cái cây kìm tuốt dây này, giá sẽ là đi 40.000 một cây nhá. 40.000 một cây thôi, kìm tuốt dây. Đó, 40k cho một cái cây kìm tuốt dây nha, chuyên để các bác tuốt dây nhá. 40k thôi nhá, 40.000 một cây. Đó. Bộ kích điện 12V nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ kích điện 12V. Này thì nó sẽ kích được dòng điện từ cái nguồn là nguồn ắc quy. Đấy, các bác có cái nguồn ví dụ như cái bình ắc quy nhà mình ấy. Đấy, thì các bác kích là từ nguồn ắc quy là từ
DC 12V lên cái nguồn AC là 220. Đấy, nó giống như điện lưới Việt Nam luôn các bác nhá. Đó, thì các bác kích từ nguồn là nguồn ắc quy lên 220 để các bác dùng những thiết bị sử dụng điện 220, ví dụ như là bóng đèn rồi là quạt điện các thứ ra. Con này nói chung là các bác dùng trong những trường hợp ví dụ như là chống cháy, là trường hợp là mất điện này, mình có thể là thắp một cái quả bóng lên để cho nó sáng này, mình sinh hoạt này, sử dụng này, hoặc là các bác mà nóng nóng nảy thì mình bật được một hai cái quạt lên này. Đấy, để nó phe phẩy cho nó mát mẻ nhá. Đó. Con này thì em nói luôn là nó kích điện là 220 nhưng mà nó có cái giới hạn của nó nhá. Giới hạn của nó sẽ là 220W đổ về, tức là các bác sử dụng thiết bị điện muốn dùng như nào dùng, nhưng mà các bác dùng cho em là từ 220 đổ về nhá. À, từ công suất là từ 220W đổ về. Ví dụ như là quạt điện như bình thường như là mình đang dùng ấy, một cái quạt ấy nó rơi vào khoảng tầm là 80W một cái quạt, thì bác dùng cho em khoảng tầm là hai cái quạt với lại thêm một quả bóng đèn nữa là ok. Đấy. Rồi là ví dụ như là các bác sử dụng như là khoảng tầm là ba quả bóng đèn. Đấy, ba quả bóng đèn ví dụ như là 5W một quả này. Đấy, 355 hoặc là 4 quả bóng đèn là hợp lý này. Đấy, thì các bác dùng cho em rất là hay nhá. Đừng có dùng quá cái công suất nó, dùng quá công suất nó nhiều khi nó xảy ra tình trạng là chập cháy, đôi khi rất là nguy hiểm nhá. Thì bác nhớ cho em là dùng đúng công suất. Đấy, từ 220 đổ về, 220W đổ về nhá. Thì con này công suất tối đa nó ghi đây luôn là 220W này. Điện DC từ 12V đến AC là 220. Đó, thì đây là cái hai cái dây kẹp để các bác kẹp vào bình. Còn đây là cái đầu nguồn ra. Đấy, nó sẽ có là một cái cổng cắm như này và một cái cổng USB để các bác có thể là cắm nguồn điện là 5V hoặc các bác sạc điện thoại nhà mình nhá. Dùng rất hay. Rồi em báo giá luôn. Nên mãi em sẽ là cái bộ kích điện 12V công suất là 220W nhá. Đấy, kích điện 12V này. Kích điện 12V công suất là 220W nhá. Và giá của nó sẽ là 150.000 một cái bộ như này. 150k nhá. Nhớ giúp em là công suất là 220W nhá. Đấy, và giá bán đang bán sẽ là 150.000 cho một cái bộ kích điện sử dụng cái nguồn 12V nha. Đấy, 150k. Còn công suất sẽ là 220W nhá, bộ kích điện 12V. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác hàng, đó là cái con máy vít chạy pin này. Lên mạng em sẽ cái máy vít chạy pin nhá. Cái máy vít để về các bác xoáy những cái đồ đạc thiết bị nhà mình này. Đấy. Điện dân dụng, quạt điện các thứ sửa chữa này, dụng hoặc là cho anh em thợ thuyền sử dụng rất hay. Con này là dòng máy vít chạy pin. Đấy, bấm cái nó lên thôi các bác nhá. Và hết pin thì các bác lại cắm sạc vào dùng, hết pin thì các bác lại cắm vào. Cắm trực tiếp vào cái nguồn củ sạc. Ví dụ như củ sạc điện thoại hoặc là cái cổng USB mà nguồn là 5V là các bác có thể sạc cho cái máy vít này rồi. Và đi kèm thì bên công ty sẽ có tặng kèm luôn bác là hai cái đầu vít nha. Để về các bác có đầu vít các bác xoáy luôn, một đầu ba ke, một đầu dẹt thì các bác lắp vào đây. Đấy, lắp đây cái sau đó các bác bấm này. Đấy, nó sẽ có hai chế độ nhá, một chế độ vào và một chế độ ra. Đấy, xoáy vào và tháo ra nhá. Thao tác là các bác bấm hai cái nút này cho em, rất tiện dụng luôn. Con này xoáy cực kỳ khỏe này. Con này cái lực của nó rất là khỏe, cái moment xoắn rất là khỏe nhá. Đây em giữ trong tay không thể giữ luôn nhá. Đấy, giữ tay không thể giữ luôn. Giữ cháy tay em bóp rất chặt nhá, không thể giữ luôn. Đấy, rất là ok, khỏe cực kỳ luôn đấy. Về các bác xoáy những cái đồ điện gia dụng của anh em thợ thuyền xoáy những thiết bị điện các thứ rất ok nhá. Sửa chữa đồ đạc các thứ rất là hay. Mà tiện đỡ phải tô vít tô veo mà đôi khi đỡ mất sức nhá. Mình có cái máy vít này rồi là mình cứ thế là mình dùng thôi. Đấy, cứ thế là mình xoáy nhá. À, báo giá bác luôn. Lên mã em sẽ là sản phẩm là máy vít này. Đấy, cả bộ là gồm một thân máy đi kèm là hai cái đầu vít và một cái cọng dây cáp sạc. 130.000 bộ nhá. Lên mã em sẽ là máy vít. Máy vít nhá. 130.000 cho một con máy vít chạy pin này các nhá. 130.000 một bộ máy vít chạy pin. Rồi tiếp theo thì em lên luôn các bác hàng, đó là cái bộ ví hồng này. Lên mã em sẽ là cái bộ ví hồng nhá. Bộ ví hồng này đang giảm giá rất sâu. Giá em báo luôn. Anh em đang bán một cái bộ ví hồng như này giá sẽ là 60k thôi. Đấy, 60.000 nhá. Bộ ví hồng này. Đấy, ví hồng nhá. Đó, 60.000 cho một cái bộ ví hồng nhá. 60.000 bộ. Về các bác dùng để cắt móng tay, móng chân rồi là tặng bà xã nhà mình. Đấy, đặc biệt là dùng cho cả gia đình nhà mình luôn. Đấy, dùng cắt móng tay, móng chân nhá. Lấy ra chết rồi là có những đồ mài rũa móng tay, móng chân này. Đấy, nặn mụn rồi là lấy giấy tai rồi là zip giếc đầy đủ luôn. Full combo một cái bộ sản phẩm như này giá chỉ có 60.000 thôi. Đấy, bấm móng tay thì cực kỳ sắc bén nhá. Rồi là kìm kéo cắt đấy ra chết này cũng rất ok luôn. Đấy, về cho các chị em làm móng, làm nail này. Rồi là các bác nam thì dùng những bóng tay, bóng chân các thứ này rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, đầy đủ full combo bộ này là 60.000 nhá. Bộ ví hồng 60.000 đựng trong một cái hộp da màu phớt phớt hồng này rất là xịn, chất lượng. Đó, 60k một bộ ví hồng nhá. Nên là em sẽ là cái bộ ví hồng đây, một bộ nó đây nhá. 60.000 một bộ nhà nhá.